Vâng, xin mời quý vị chúng ta tiếp tục nghe chia sẻ của bác sĩ về một đề tài rất là thú vị trong câu chuyện kinh doanh ngày hôm nay. Vâng, thưa bác sĩ Dung, khách hàng hiện nay khi mà đến để tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ thì họ quan tâm nhất về thẩm mỹ cái gì ạ? Thì trước đây thì đến bây giờ thì ở Việt Nam thì người Việt Nam sinh ra thì đa phần là người Việt Nam có chiếc mũi thấp, mũi tẹt người Á Đông. Thì cái lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi là một trong những lĩnh vực là chiếm cao nhất ở Việt Nam hiện nay. Cao nhất, vâng, Ai phần lớn là cũng ai cũng muốn nâng mũi. đó. Thì khi rồi có tuổi tác thì Vâng. lớn hơn thì ta quan tâm về đôi mắt như nào. Nhưng mà Dạ. giờ đây thì ngoài vấn đề về phẫu thuật mũi thì mình thấy cái xu hướng là người ta muốn tạo một hình một khuôn mặt đẹp. Tại vì mọi người cũng ví là cái khuôn mặt giống như cái mặt tiền của mình ấy, Đúng rồi, cái nơi quan trọng nhất, đó. nên là bao giờ ta muốn khuôn mặt đẹp. Vậy thì với những cái khuôn mặt mà nó có nhiều hình dạng khác nhau, thường thường Việt Nam mình thì thích mặt trái xoan, Dạ. cằm nhọn, dài, đẹp, Dạ. thì mình sẽ phải làm như thế nào với những khuôn mặt như thế ạ? Vâng. Thì nói về phẫu thuật khuôn mặt thì mình chia ra hai vấn đề. Một là phẫu thuật về thẩm mỹ. Thứ hai là phẫu thuật về Chỉnh hình. chỉnh hình giống như điều trị. Ở đây thì trước đây mình nói về vấn đề chỉnh hình điều trị trước đi. Thì vấn đề á, trước đây á mình thấy rất nhiều bệnh nhân là bị khô rất nhiều. Móng cầu cái cằm móng mà dai rất là xấu. Và trước đây người ta không biết đi đâu để phẫu thuật. Thì một số người ta ra nước ngoài phẫu thuật. Nhưng mà ra nước ngoài thì có nhiều cái khó khăn về kinh tế, về những cái rủi ro. Thì lúc đó người ta không biết ở đâu hết. Thì hiện tại cái ngành phẫu thuật mình Việt Nam đã phát triển mạnh và người ta đã phẫu thuật rất thành công về trước trường hợp là hô hô là cái võng, Dạ, là cái hô móm quá móm sức. Thì cái đó là hiện tại mình ở Việt Nam mình và trung tâm mình phẫu thuật rất thành công nhiều người. cái đấy phẫu thuật được ạ. Thông thường thì anh thấy họ niềng răng thôi. Cái niềng răng là thì mất thời gian rất là lâu mà cũng chưa chắc đã thành được cái như ý, và bây giờ lại có thể phẫu thuật được ạ. Trong vấn đề vẫu hô thì mình chia có ba cái nguyên nhân gây ra. Vâng. Nguyên nhân thứ nhất là hô vẫu do răng, thì cái đó thì bắt sĩ nha sĩ phải phải niềng răng. Dạ. Thứ hai là hô hoàn toàn do hàm thì phải phẫu thuật hàm, cho nên thứ ba là vừa hàm vừa vừa Răng. răng thì phối hợp vừa chỉnh răng vừa làm phẫu thuật hàm. Cho nên hồi xưa khi mà người ta bị hô bị vẫu gì người ta cứ niềng răng hết Dạ, đúng thì rồi, cuối đi cùng niềng là răng thôi, đơn không giản kết nghĩ quả. là vậy thôi. Cho nên bây giờ cái phẫu thuật mà chỉnh hàm hô thực sự hiệu quả. Vâng. Cái thứ hai là mình nói là phẫu thuật về chỉnh hình, thứ hai vẫn về thẩm mỹ. Thì hiện tại như thứ hai mình nói là người ta muốn khuôn mặt trái xoan, khuôn mặt kiểu Dạ. V-Lay gì đó, thì đó là một cái phẫu thuật về trào lưu bây giờ. Nhưng mà trước đây á thì một số những người mà họ 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 phẫu thuật thẩm mỹ về về chỉnh hình gương mặt, họ để lại sẹo rất là nhiều. Vậy bây giờ có những cái công nghệ tiên tiến như thế nào để khi phẫu thuật chỉnh hình mặt mà người ta không thể nhìn thấy sẹo hoặc là nhìn thấy ít thôi? Đến bây giờ một điều chắc chắn là cái phẫu thuật chỉnh hình hàm mặt, tạo hình khuôn mặt bằng xương mặt, Dạ. 100% không để sẹo. Thì Trăm phần trăm không để sẹo. tất cả các đường mổ đều nằm trong miệng hết. Vâng. Và đường mổ nó hoàn toàn mình sẽ làm được tất cả. Là nằm phía bên trong hết Nằm ạ. trong hết. Ngày xưa là ở ngoài này là thấy À, sẹo rõ lắm. đó cái bây giờ không có nữa, chắc chắn không có. Nếu Vâng. mà phẫu thuật cái thẩm mỹ tạo hình để một cái sẹo mặt thì tốt hơn không phẫu Dạ, thuật. dạ. Như là nãy bác sĩ có nói về vấn đề mũi. Vâng. Thì trước đây theo Thịnh biết là chỉ có một cái loại nâng mũi là bằng cái kia thanh 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 Silicon. gì đó silicone nữa, Vâng. nhưng mà bây giờ hình như là cũng có nhiều các cái công nghệ khác nữa đúng không ạ? Bác sĩ có thể giới thiệu thêm là làm thế nào để có một cái mũi thanh đẹp tự nhiên mà lại không sợ ảnh hưởng. Thì trước đây hầu như là 90% Việt Nam mình khi nâng mũi là ta đặt một cái thanh silicone từ đầu mũi đến góc mũi. Thì sau một thời gian thì cái biến chứng silicone thì nó không gì ghê gớm nhưng đa phần nó gây mình hiện tượng lộ sống mũi, Đúng bóng rồi, da, đỏ nám da. da rồi đỏ. Và cái đó thì nó không tạo hình được cái chính mũi. Thì đặt cái cây vô thì cái mũi cao thôi. Còn mũi của người ta phẫu thuật cái kiểu kỹ thuật mũi về chức năng, tức là người ta tạo hình một cái mũi rất là tự nhiên. Thì người ta ví dụ bây giờ cái mũi mình cái xương mũi quá to thì người ta sẽ làm cho cái xương mũi gọn lại, cái đầu mũi mình ngắn thì người ta làm đầu mũi dài ra, cái cánh mũi mình rộng người ta làm thon lại để phức hợp chỉnh hình toàn thể. Và bên phẫu thuật mũi nói chung về phẫu thuật mũi chức năng và bên bác sĩ Hàn Quốc rất là nhiều, người chia mũi làm hai đoạn, 1/3 đoạn đầu và 2/3 trên. Thì bắt buộc 1/3 đoạn đầu này thì hầu hết bắt buộc là sụn của mình, Làm sụn của mình sụn chính mình định trăm phần luôn. trăm Cái sụn này sẽ lấy từ đâu ạ? cái sụn người ta dùng hai thường thường ta dùng hai vấn đề chính là sụn trong vách ngăn của mũi mình và sụn tai. Trong trường hợp một số trường hợp mà không có trường hợp không đủ người ta sẽ dùng sụn sườn của mình. Có một cái một vấn đề trong cái phẫu thuật thẩm mỹ mà các chị em cũng rất rất quan tâm, đó chính là phẫu thuật thẩm mỹ ngực. Vòng 1 thì phần lớn người Á Đông người ta thì vòng 1 cũng khiêm tốn.
Nhưng cũng gây ra rất là nhiều những hậu quả, vì cũng có đọc ở trên báo, cũng người thì làm hư làm hỏng, rồi có những người là làm xong thậm chí là phải cắt bỏ cả ngực nữa. Vậy thì bác sĩ có thể giới thiệu thêm một chút về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ ngực làm thế nào cho an toàn, cũng như là những cái loại túi hay là loại gel để cho các chị em phụ nữ có thể hiểu thêm ạ. Thì trong phẫu thuật ngực ấy, thì có rất nhiều loại túi về nâng ngực, nhưng mà hiện tại thì trên thị trường thì người ta dùng đa phần người ta dùng túi của mình xuất phát từ Mỹ, cái túi loại tốt bây giờ. Mà phẫu thuật đúng kỹ thuật thì cái hạn chế về biến chứng nhiều hơn, chứ không phải là phẫu thuật nào cũng có thể xảy ra hết. Và gần đây thì người ta xu hướng là người ta làm cái gì mà của mình là vẫn là tốt. Đó thì người ta đang phát triển về cái lĩnh vực là nâng ngực mà cấy mở ngực bằng tế bào gốc. Đó, tế bào gốc là sao? Là tế bào của chính mình. Người ta lấy từ mỡ thừa của mình, người ta chế ra thành tế bào mỡ và tế bào gốc của mình để ta cấy vào ngực mình. Đó. Và thì cái đó thì rõ ràng an tâm được, của mình thì mình an tâm hơn. Cái đó được một cái là rất là tự nhiên, nó mềm mại, nhưng mà nó đang trong quá trình nghiên cứu là nó có tiêu đi một phần, nó không được giữ vĩnh viễn như cái cái túi ngực. Nó sẽ xẹp một phần rồi. Nhưng mà người ta đang cố gắng ta dùng tế bào gốc ta cấy vào trong ngực thì cái khả năng di truyền có thể 10 năm. Thì hiện tại mình thấy cái đó là một trong giải pháp mình nghĩ là khá an toàn cho vấn đề mà thẩm mỹ vùng ngực hiện nay. Và cũng có rất nhiều chị em phụ nữ ở cái lứa tuổi mà bắt đầu không còn giữ được cái hình thể đẹp nữa, thì họ muốn lấy bớt số lượng mỡ ra khỏi cơ thể. Nhưng hạnh có nghe là có những cái phương pháp là hút mỡ nhưng lại không để lại sẹo, cũng như là cũng không cần phẫu thuật nữa, thì bác sĩ có thể giới thiệu thêm về cái phương pháp này ạ? Cái công nghệ hút mỡ bây giờ nó tiến bộ rất là nhiều, rất nhiều cái công nghệ hút mỡ. Hút mỡ bằng laser, hút mỡ bằng sóng RF, hút mỡ rất nhiều cái kỹ thuật hút mỡ. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là thẩm mỹ không có gì là thần kỳ quá. Người ta nói là không phẫu thuật rồi không lấy mỡ được, giả sử một cái bụng mình rất là to, mỡ quá nhiều thì đi đâu? Nó phải tiêu đi đâu? Như vậy mình phải hiểu này. Trường một có một số máy móc, những trường hợp mà mỡ mức độ ít vừa thì có thể làm nhiều lần nó tan chậm thì tự thì được. Nhưng với một số mỡ, lượng mỡ quá nhiều, da dư, mỡ quá thừa thì các kỹ thuật đó chắc chắn làm không được. Cho nên chắc chắn là phải phẫu thuật. Phải là hút mỡ. Thì cho nên khi mà nghe những cái người ta quảng cáo, một lần duy nhất đó, rồi. Thì mình phải hiểu là cái gì cũng có ưu nhược điểm. Cái gì, cho nên đôi khi là cái phẫu thuật là tốt, đôi khi không phẫu thuật là tốt. Cho nên không thể nói là cái này là tốt hết hoàn toàn, cái kia tốt hết hoàn toàn. Và tùy bệnh nhân và bác sĩ có kinh nghiệm và phương tiện để mình sử dụng cho phù hợp. Cảm ơn bác sĩ Dung hôm nay đã chia sẻ rất là nhiều những kiến thức, những thông tin mà Thịnh tin chắc rằng khi chị em phụ nữ xem chương trình này thì cũng sẽ an tâm hơn được phần nào. Và nếu như có cơ hội đến nghe tư vấn từ bác sĩ tại trung tâm thẩm mỹ GW thì chắc chắn các chị em sẽ còn an tâm hơn nữa. Xin một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Cảm ơn Thúy Hạnh, cảm ơn khán giả. Vâng, thưa quý vị khán giả, với chương trình ngày hôm nay thì chắc hẳn những chị em phụ nữ đang theo dõi chương trình sẽ cảm thấy rất hài lòng với những thông tin mà bác sĩ Dung đã mang lại. Và Thúy Hạnh tin chắc rằng các chị em phụ nữ chúng ta cũng đều rất là quan tâm đến vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng hãy nhớ trước khi chúng ta quyết định vấn đề gì thì hãy nghe tư vấn của bác sĩ và hãy tìm đến những trung tâm thật là có uy tín, quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.